Xin chào quý vị các bạn. Sau mưa thì người trồng quất của mình sẽ tiến hành phun xịt một loạt thuốc cho nó đây các bạn. Cây quất này thì vào giai đoạn này đã đóng quả lon rồi. Sau một thời gian có hoa thì đã rất sai quả rồi. Các bạn thấy giờ này chỉ công tác phòng bệnh cho nó thôi. Và cả cánh đồng này thì người trồng quất của mình đều tiến hành phun xịt thuốc đây các bạn. Và mình dẫn quý vị ra xem các loại thuốc người trồng quất của mình hay tiến hành phun xịt cho nó nhé. Đây các bạn thấy với bộ bom này là khoảng 180 lít tương đương với 10 bình khoác vai. Gồm có chai xích zone, chuyên trị sâu vẽ bùa, có tính chất nội hấp rất tốt. Atolix là nitơ lỏng, là thuốc kích cho lộc cho quả sinh trưởng phát triển tốt. Đây cũng là thuốc trừ sâu Lucas 75 VGP. Với 10 bình thì sẽ hết khoảng 3 chai xích zone này. Và mỗi một bình sẽ khoảng hơn chục gói này. Khoảng 10 gói các bạn ạ. Và lưu cát này thì mỗi bình một gói. Với 10 bình này thì sẽ rơi vào tầm khoảng chục gói. Và chai màu trắng này đó là phân bón tổng hợp qua lá. Thành phần của nó gồm nitơ, calcium, giúp tác dụng là cứng cây xanh lá, chống thối trái lết, chống thối rễ nữa. Và làm rửa chua, xóa đất. Đây là những loại thuốc cơ bản nhất để người trồng quất Quy Bình sẽ tiến hành đánh đợt này. Đây là hệ thống máy đánh thuốc sâu chuyên dụng Quy Bình, dùng bằng điện 220. Đây các bạn thấy cây quất là chặt quả vào rồi. Quả rất là to rồi. Với cách đây khoảng nửa tháng thôi và quả quất đã to rất rõ rồi. Đấy, và cái thời kỳ đánh thì thông thường thì người trồng quất của mình sẽ tiến hành khoảng 20 ngày hoặc 25 ngày sẽ đánh một đợt. Ngoài ra thì còn một số cái đợt đánh thuốc không theo định kỳ. Ví dụ như là nó chớm bệnh hoặc là vào thời kỳ sinh trưởng của dây dẹp. Cứ vào tầm tháng 7, tháng 8 ấy, thì dây dẹp sinh trưởng phát triển rất nhanh. Cho nên cái thời gian này có thể là không đánh theo định kỳ mà đánh bất chợt. Thứ hai nữa là một số trường hợp là nó sẽ mới lên độc lon thì cũng tiến hành phun thuốc chống vẽ bùa. Chủ yếu là xích zone thôi các bạn ạ. Các bạn thấy quất chậu và quất đất đều dùng loại thuốc tương tự như nhau các bạn nhé. Một số hộ gia đình thì sẽ dùng một số loại thuốc khác, nhưng về công dụng tiêu diệt sâu bệnh thì nó có tác dụng như nhau. Đây quất trên quất lùm trên đất thì cũng đã đậu quả rất là to rồi. Và ở đây là hai ruộng khác nhau nhưng cùng một vườn, cùng một chủ vườn thì sẽ tiến hành đánh cùng đợt này. Và thời gian đánh thuốc quất tốt nhất đó là vào buổi chiều mát. Đánh vào sáng sớm cũng được, nhưng mà lúc đấy vẫn còn sức sớm cho nên là cái hàm lượng thuốc sẽ bị loãng hơn, bởi vì có cả xương ướt xương nữa. Cho đánh vào buổi chiều này là vừa khô xương và cây quất thì nó cũng hấp thụ được nhiều thuốc nhất.
khi chúng ta phun xong rồi thì buổi chiều sưng sớm xuống thì nó cũng giúp cho cây quất hấp thụ thuốc tốt hơn. Thì các bạn thấy hộ gia đình nào cũng phun thuốc đây các bạn. Và việc dùng thuốc thì cũng tùy theo giai đoạn các bạn ạ. Có một số giai đoạn là phải thêm cả thuốc kích quả cho quả sinh trưởng phát triển to và quả bóng mã sáng đẹp. Như có thời kỳ phun thêm cả loại GA3 hay người dân quê mình quen gọi là xe sủi các bạn ạ. Đã được dùng trong nông nghiệp. Đây là một số cái loại thuốc mà thông dụng ở quê mình. Nếu quê quý vị các bạn có loại thuốc nào và phòng chống được bệnh hại đối với cây quất, giúp cây quất sinh trưởng phát triển tốt thì các bạn nhớ bình luận và chia sẻ phía dưới video các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn các bạn ở các video clip tiếp theo. Xin chào.